Dạ rồi, em chào cả nhà nha. Thì hôm nay tiếp tục em mời cả nhà cùng xem đám cưới ở quê em nha. Đây, bây giờ đang chiều tối cả nhà. Khách cũng đang đi lây ra. Đó, đây là những anh chị em bên công ty của chị hai em làm. Trời ơi, đẹp trai quá. Trời ơi, lộn cái gì nữa. Rồi, đẹp trai không có chết. Bỏ liền cái, bỏ lộn nó chết. Rồi sao đây lộn không lỗi nhưng mà biết không lỗi nhưng mà em vẫn vô được nè. Đi bị tích luôn ha. Chứ gì mọi người, anh Tân. Anh Tân. Anh Tân. Chồng quá. Chồng. 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 Thịnh vô. Vô vô vô. Vô đi. Vô lên tiếp luôn. Bác. Trời ơi. Hả? Vô. Bây giờ đã. Công ơi. Đi vô đi. Đi vô đi. Đi vô đi. Công ty gì đâu hả? Cái nào? Còn không biết. Quận 5. Dạ. Quận 5 hồi đó. Dạ. Quận 5 hồi đó đó. Năm 2030 đó. Công ơi. Vô ngỏ nước đi công ơi. Gì? Mở tư. Mở tư. Ừ. Dạ. Thank you.
Dạ vô anh. Vô trước đi. Làm cái lóc đã. Dạ cũng được. Dạ. Cảm ơn. Chơi vui nha anh. Tự nhiên nha. Chơi tối về. Kính thưa quý vị văn khách, qua đây mở đầu cho chương trình văn nghệ trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Và lời đầu tiên cùng xin thay mặt cho gia đình cảm ơn quý vị văn khách đã dành chút thời gian quý báu đến để tham dự buổi tiệc cưới trong buổi chiều ngày hôm nay. Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ trong buổi chiều ngày hôm nay, cùng xin góp vui quý vị văn khách qua một ca khúc bài hát được mang tên Nụ Cưới Ngày Xuân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Em không có phải em xin mong quý vị cũng thông cảm giùm. Chơi đám cưới vui ai đâu có hoa mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, còn cô sáu đầu xuân đem chú ghệ cho mình. Gia đình anh tám có cô dâu, cho hai ông bà hạnh phúc hết như nhau. Hai trẻ ngay đẹp đôi cây là cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho nhà trai, trước chén thứ hai tôi xin chúc cho nhà hoàng. Nè nè anh tám nhìn hoài chi chị sáu, cho nè cô sáu cùng đi ta đón về em. Cho chuyện ly này tôi chúc cháu thân làng, cho chuyện ly này tôi chúc gái gia nhân, chúc hết cái làng ta nghe niềm ăn tết cái rằng mừng xuân sang quê mình mà an khang, tâm mừng cả gã cuối thiên chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng an ra, coi thề mà sống hoa, xa nhà mà mai mối cho ấm tình đây tình già. Uống ly này ly, tôi hết rồi đây. Cứ vui ai đâu có là cày. Nè nè anh tám nhìn hoài chi chị sao, mà cùng đi với mà rồi đi cây đà. Cái xuân này anh đám cưới cho con, cái sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của cái lòng ta cái là không có cái tuổi già. Quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ giờ này đám cưới hoa mời. Thì căng đóng áo dài đi nhậu ké, còn cô sáu đầu xuân thêm du về. Cho bên gia đình anh tám có cô dâu, cho hai ông bà hạnh phúc hết như nhau. Hai trẻ cây đẹp đôi cây là cô chú cùng đẹp lòng. Vô xin mời
cô bác, ta cùng mà giải thoát cứ uống hồng xuân sang quê mình mà an khang, ta cùng mà cả tứ kiếp chúng tôi cũng cùng già. Vô cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ga, tôi thề mà xong qua xa nhà mà mãi mỗi cho ấm được cái tình già. Dạ không phải, mẹ không phải. Uống ly này ly tôi hết cái rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Vì lý do kỹ thuật điện yếu, mong quý vị quan khách cùng thông cảm cho gia đình ạ. Chào chị. Dạ quay phim. Dạ. Trời ơi. Khỏe hả chị? Khỏe. Dạ. Điện nó yếu mới chớp quá trời trong đây luôn rồi. Chơi có mới có con bản đầu tiên à. Tình hình là không ổn rồi. Để mình chớp ghê ta. Ba. Mấy cái gì lên vậy? Mấy cái đèn gì lên ghê vậy? Em cái đèn hết nóng lạnh nữa. Không hiểu mà. Em thấy được gì? Con đi ăn cho mẹ nó chạy. Quá đông rồi. Khách đi ban đêm quá trời luôn hả chị Hiền? Mát với lại người ta rảnh nữa. Người ta rảnh nữa. Dán kìa mấy đứa. Dán tim mấy đứa ơi. Quá tim ha. Quá tim. Thôi anh em muốn trà đá nữa nha anh em. Ăn nguyên. Anh em thả tim cho. Thả tim. Mày quay gì hả mày? Hai gò dán rồi khỏi đi gãi đi. Đi thôi dán ngồi khỏi gãi. Anh tên gì? Lạ nhất cái này nó đẹp. Anh gì? Anh nhất hả? Kìa khỏe anh. Quá. Cái nào tên Cà Na? Ôi anh Vinh. Anh Vinh kìa. Ủa? Hủ quốc kìa. Hủ quốc kìa. Anh gì có sớm như vậy? Ưu tiên nha. Ở đây ghi là Khanh Khanh á. Nam ha. Khánh thôi. Kiếm thành Khanh. Nam bên kia. Cũng đâu có tiền sẵn mà đó. Cho mấy cái bông dáng ngực cái coi. Ôi kiếm cái con chết. Đâu đâu gì ơi bông hả? Ôi. Dáng ngay cái tiền luôn má ơi. Dáng cái ngực cái đó không có đen thì là đen anh. Nam. Ờ. Có cho anh mượn coi. Hai cái bông. Tỉnh luôn hả?
có đi về không má đi có đây kiếm này chắc chết yêu cầu cái gì có chưa có cái đó không có cái này vợ rồi đây vô chết ai mượn anh hả ai mượn tôi bị đề má ai mượn chị vậy chị tên anh là thấy chai là đủ má phải nhảy vô liền dán ngay vô cái gì chị thấy chai cái chị hưởng cái gì vậy vô anh ơi anh cảm ơn qua mà ở đâu cũng hầm á. Chào anh Vinh. Ủa quay phim mới có đèn nha. Bữa nay mới điện yếu quá anh ơi nên đèn nó không lên nổi luôn. Anh nào chưa có tim vô đây. Chồng hiện hả đồng anh kêu cái gì? Ủa nó để vậy sao biết không? Anh vô một cái viết. Ôi giời, anh lấy cái viết rồi. Vậy có cái viết phanh toàn cái để bánh te nữa cho dễ. Bánh te lẻ không? Bánh te. Bánh te. À, chứ đừng hỏi sầu riêng nha, sầu riêng nhà này chết hết rồi. Kêu nên kêu nó giúp hả? Đang chờ kiếm cái viết. Quá trời. Có anh Vũ không vậy? Có anh Vũ không vậy? Ừ, muốn để kiếm cái cảng cho nó. Quay vô đây, quay vô đây. Thôi đâu đứng bơ. Dạ có mà tại đi tới lui á. Chung lúa đây luôn hả? Để coi phải tên mình không để lộn. À có tôi à, tôi à. Có một chiếc chim nha. Rồi cái này sao chồm đầu dữ vậy? Nhém lại kỹ kỹ để nó bay lên. Nhém lại. Đi nè. Gì làm đâu? Ừ. Cái này đi chị Bình Hải, chị Bình Hải với thằng của anh. Đi con kia đi đi con Như đi đi lấy thầy Bình nha. Thầy bắt tay, lấy gì vô bắt tay. Cái này của tôi hả? Cái nào bên kia? Cái này của tôi hả? Cái nào bên kia? Bỏ tiền cho, bỏ tiền cho. Bây giờ mày bỏ rồi, bỏ rồi. Bỏ rồi, chắn đi. Xe bỏ nha. Rồi bỏ đi. Rồi có, đúng rồi. Hôm nay si không anh Vinh? Hôm nay si không? Hôm nay si không? Nè, nó hỏi cái thẻ của anh là em ghi tên gì? À, dạ, dạ, thẻ của anh là tên Khánh. Em lấy rồi. Khánh bác sĩ là Khánh Bầu Xô. Khánh Bầu Xô, Khánh Bầu Xô. Bác sĩ là... Sợ bác sĩ. Bác sĩ giống em nữa. Thẻ của anh Hải là... Thẻ của anh Hải lấy chưa? Dây ngủi gì ở đây biết ngon biết sao dây ngủi cũng dây ngủi tôi không chỉ hãy nước rồi tôi hãy nước luôn rồi tao kêu mày gỡ lên đóng vậy anh gì anh gì mày quay hoài mày tắt đi đủ mẹ sao tao ginh ginh mẹ đủ mẹ chứ bị che coi anh em ơi má em đi trước nha cái này á ơi em đi trước đừng ngủ không quá anh ơi cái này chạy bộ nhanh cho xe căng thẳng lắm nha hả cái nó căng thẳng lắm á không không căng đâu Minh ơi Minh Minh anh về trước ừ em ơi em ảnh anh vô mấy anh vô vô bằng nước em luôn rồi à, không đổ đây về chung với chị thôi đủ bạn vô luôn đủ bạn luôn thưa quý đây nè ai thấy không hồi nãy đi nhiều à ôm đó nhớ về gỗ nhiều nha thiếu người là không được nữa cái này đẹp dữ như cái gì nhớ ăn đồng về đủ chứ dư dán vậy rồi đến đây em cũng xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết clip. Xin hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye.